Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Tiền lượng tử là gì và nó khác tiền điện tử như thế nào? Pi Network gây chấn động thế giới tài chính với cuộc cách mạng tự do tài chính. Nhóm Pico thúc đẩy sự đổi mới để nâng cao giá trị của Pi trước khi ra mắt mainnet mở. Thưa quý vị, tiền lượng tử là một khái niệm nghe có vẻ tương lai nhưng lại chứa đựng những hàm ý hấp dẫn trong thế giới tài chính. Không giống như tiền điện tử, tiền lượng tử sở hữu những đặc điểm độc đáo khiến nó khác biệt với các loại tiền kỹ thuật số khác. Tiền lượng tử và tiền điện tử. Tiền điện tử đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây như một dạng tiền kỹ thuật số phi tập trung và an toàn. Tuy nhiên, tiền lượng tử là một khái niệm cơ bản khác. Một trong những điểm khác biệt là tiền lượng tử liên quan đến các nguyên tắc vật lý lượng tử trong tính bảo mật của nó. Trong khi tiền điện tử dựa trên công nghệ blockchain. Tiền kỹ thuật số có thể là tiền lượng tử hay không? Mặc dù các loại tiền kỹ thuật số như tiền điện tử cũng hoạt động kỹ thuật số và có thể được chuyển giao nhanh chóng, nhưng điều này không khiến chúng trở thành tiền lượng tử. Như đã đề cập trước đó, Tiền lượng tử liên quan đến các nguyên tắc vật lý lượng tử để tạo ra sự bảo mật mà công nghệ thông thường không thể dễ dàng đạt được. Tiền lượng tử QFS đổi mới trong kế toán lượng tử. Một ví dụ về tiền lượng tử là tiền lượng tử QFS là đơn vị có thể chuyển nhượng trong công nghệ kế toán mới gọi là kế toán lượng tử. Không giống như tiền điện tử chỉ tồn tại ở dạng kỹ thuật số. Các biến thể tiền lượng tử như tiền điện tử QFS có dạng vật chất nhưng sử dụng nguyên tắc lượng tử để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy. Tốc độ và bảo mật. Một lợi thế của tiền tệ kỹ thuật số bao gồm cả tiền điện tử là khả năng chuyển tiền nhanh chóng và an toàn mà không cần đến ngân hàng. Tuy nhiên, với việc sử dụng các nguyên tắc vật lý lượng tử, tiền lượng tử như QFS Quantum Money cũng có thể mang lại mức độ bảo mật cao, thậm chí vượt xa những gì công nghệ thông thường có thể đạt được. Vai trò của kế toán lượng tử trong tiền lượng tử. Kế toán lượng tử là một bước đột phá trong lĩnh vực kế toán tận dụng các nguyên tắc vật lý lượng tử để bảo mật và quản lý dữ liệu tài chính. Điều này cho phép sử dụng tiền lượng tử QFS Quantum Money trong hệ thống tài chính rộng hơn và đáng tin cậy hơn tương lai của tiền lượng tử. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ lượng tử, tương lai của tiền lượng tử ngày càng hứa hẹn. Khả năng sử dụng tiền lượng tử trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính và thanh toán, có thể mang lại những thay đổi đáng kể trong cách chúng ta tương tác với tiền. Hiểu và chấp nhận một trong những thách thức chính trong việc áp dụng tiền lượng tử là sự hiểu biết và chấp nhận của xã hội về công nghệ này. Giáo dục và nhận thức về lợi ích và lợi thế của tiền lượng tử so với các hệ thống tài chính thông thường sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng công nghệ này. Tiền lượng tử là một khái niệm đầy hứa hẹn trong thế giới tài chính không ngừng phát triển, với sự kết hợp giữa các nguyên tắc vật lý lượng tử và những đổi mới trong các lĩnh vực như kế toán lượng tử, tiền lượng tử QFS Quantum Money mở ra tiềm năng mới trong việc tạo ra một hệ thống tài chính an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Pinetwork gây chấn động thế giới tài chính với cuộc cách mạng tự do tài chính. Pinetwork không chỉ là một dự án tiền điện tử khác, đó là một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng làm dung chuyển thế giới tài chính và mở ra cánh cửa cho mỗi cá nhân đạt được sự tự do tài chính mà từ lâu chỉ là giấc mơ. Vượt ra ngoài danh giới, Bitcoin không chỉ là một loại tiền điện tử, đó là một phong trào, một lời kêu gọi đến những người khao khát tự do, những người đủ dũng cảm để vượt qua những ranh giới hiện có và tạo ra một tương lai tài chính tốt đẹp hơn. Một cách tiếp cận mới được xây dựng bởi những người có tầm nhìn xa tại Đại học Stanford, Bitcoin mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho thế giới tài chính. Vấn đề không còn là tuân thủ các nguyên tắc quy tắc hiện có nữa mà là tạo ra các quy tắc mới, công bằng cho mọi người. Truy cập không giới hạn. Với mạng Pi, khả năng tiếp cận tài chính không còn là đặc quyền của một số ít người. Đó là quyền của mỗi cá nhân, dù họ ở đâu, chỉ với thiết bị di động họ có thể bắt đầu hành trình hướng tới tự do tài chính. Cộng đồng mạnh mẽ. Đằng sau, VNW là một cộng đồng mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Một cộng đồng không chỉ chia sẻ tầm nhìn mà còn hợp tác cùng nhau để thực hiện hóa nó cùng nhau họ tạo thành một sức mạnh không thể ngăn cản. Tương lai đầy hứa hẹn. Với công nghệ blockchain làm nền tảng, Pinnacle hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho những ai đủ dũng cảm tham gia. Một tương lai nơi tự do tài chính không còn là giấc mơ mà đã trở thành hiện thực mà mỗi cá nhân đều có thể nắm bắt được. Là một phần của sự thay đổi, tham gia Pinnacle không chỉ là việc trở thành người ngoài cuộc, đó là về việc trở thành một phần của sự thay đổi. Với mỗi bước thực hiện của người dùng Pinnigwork, họ sẽ giúp hình thành một tương lai tài chính công bằng hơn và phi tập trung hơn. Xã hội chuyển đổi Pinnigwork không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân mà còn biến đổi toàn xã hội bằng cách trao quyền cho các cá nhân có toàn quyền kiểm soát tài sản và tài chính của họ. Pinnigwork giúp xây dựng một xã hội độc lập và thịnh vượng hơn. Đổi mới vô biên Pinnigwork tiếp tục đổi mới và phát triển không bao giờ hài lòng với những thành tựu trong quá khứ, nhóm đằng sau Pineworks luôn tìm kiếm những cách mới để cải thiện nền tảng và cung cấp giá trị gia tăng cho người dùng của họ. Giáo dục thông tin. Ngoài việc là một nền tảng tài chính, Pineworks còn cung cấp các tài nguyên và thông tin giáo dục cho người dùng. Bằng cách hiểu sâu hơn về tiền điện tử và công nghệ blockchain, người dùng có thể tối ưu hóa trải nghiệm của họ khi sử dụng Pineworks. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Vingroup không chỉ là một dự án tiền điện tử, đó là một phong trào. Một phong trào hướng tới tự do tài chính bình đẳng và độc lập. Cùng nhau, chúng ta có thể gây chấn động thế giới tài chính và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Nhóm Pico thúc đẩy sự đổi mới để nâng cao giá trị của Pico trước khi ra mắt Mainnet mở. Trong nỗ lực nâng cao giá trị của Pico trước khi ra mắt Open Mainnet rất được mong đợi, nhóm PICO đã bắt tay vào một sứ mệnh đầy tham vọng nhằm khuyến khích sự đổi mới dựa vào cộng đồng trong việc sử dụng Pi. Bước đi tá bạo này nhằm định hình lại bối cảnh tiền điện tử và mở đường cho Picoi trở thành một loại tài sản kỹ thuật số linh hoạt và có giá trị. Chiến lược của nhóm Pico xoay quanh khái niệm đổi mới cách sử dụng Pi. Họ đang tích cực quảng bá các phương pháp khác nhau để cộng đồng tương tác với Pi, ngoài việc lưu trữ truyền thống bao gồm trao đổi pi lấy hàng hóa và dịch vụ, giao dịch hàng hóa lấy pi và cho phép trao đổi ngang hàng p2p giữa những người dùng, cho phép chuyển giao liền mạch từ ví này sang ví khác. Những sáng kiến này phản ánh quyết tâm của nhóm trong việc tích hợp bitcoin vào kết cấu của các giao dịch hàng ngày bằng cách khuyến khích người dùng trao đổi pi lấy hàng hóa và dịch vụ trong thế giới thực. Bitcoin đang thực hiện những bước quan trọng để trở thành một loại tiền kỹ thuật số thực tế và có giá trị. Tầm nhìn đằng sau đổi mới cách sử dụng Pi rất đa dạng. Đầu tiên, nó tìm cách thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động xung quanh Picoin, nơi người dùng và doanh nghiệp có thể giao dịch trực tiếp bằng tiền kỹ thuật số. Động thái này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi ngày càng có nhiều thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng tiền kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán. Thứ hai, việc khuyến khích giao dịch hàng hóa bằng Pi sẽ khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, nó cho phép người dùng khai thác giá trị của Pi một cách hữu hình, do đó làm sâu sắc thêm cam kết của họ đối với hệ sinh thái Pi. Việc giới thiệu sàn giao dịch P2P cho Picoin là một bước phát triển mang tính đột phá khác. Tính năng này cho phép người dùng chuyển Pi một cách liền mạch giữa họ, biến Pi trở thành một công cụ linh hoạt cho các giao dịch ngang hàng. Nó thúc đẩy sự toàn diện về tài chính và nhấn mạnh cam kết của Picoin trong việc trở thành một loại tiền tệ cho người dân những sáng kiến này sẵn sàng có tác động sâu sắc đến giá trị của Picoin trước khi ra mắt Open Mainnet. Bằng cách tăng tiện ích và tăng khả năng tiếp cận của Pi, nhóm Pico đặt mục tiêu tạo ra sự quan tâm và nhu cầu bền vững đối với tài sản kỹ thuật số, cuối cùng thúc đẩy giá trị của nó tăng lên. Cam kết của nhóm Pico đối với sự đổi mới dựa vào cộng đồng là minh chứng cho sự cống hiến của họ trong việc tạo ra một loại tiền điện tử không chỉ có giá trị mà còn thiết thực cho việc sử dụng hàng ngày khi thế giới tiền điện tử háo hức mong đợi sự ra mắt của Open Mainnet, hành trình trở thành cái tên quen thuộc trong giao dịch kỹ thuật số của Bitcoin đang được tiến hành tốt đẹp nhờ vào tầm nhìn đổi mới của đội ngũ nòng cốt